Rồi, Tài xin mến chào cả nhà mến yêu nha. Này Tài đang quay cái tài bãi cây của Tài. Bên anh em thì đang bắt đầu ghép lên những cái cây mai bonsai để anh em sưu tầm về. Những mặt hàng mà bữa giờ thì em đang bán giống cây rất là nhiều. Cây giống nhị cục tròn đó, để lại cho cả nhà coi cái mặt bông đó. Đây là khu Tài đang ghép cây. Ở sau thì khu ương cây nghe cả nhà. Đó. Thì cây giống bên Tài thì anh em nào thích thì cứ liên hệ lại với bên Tài, Tài sẽ lên số lượng, lên bill cho cả nhà nha. Bên này thì đang bắt đầu những cái mặt hàng mà gọi là cây mà Tài đã trồng thời gian rất là lâu rồi đó. Rồi bây giờ Tài cắt lại, Tài ghép. Nè, sáng giờ thì lên đơn hàng rất là nhiều, những cái cây mai mà ghép một, hai mắt lá lên á. Bên Tài đang bán 500 ngàn, 700 ngàn, tùy từ cây nha cả nhà. Thì anh em nào hợp nhãn, muốn cần những mặt hàng giống thì cứ liên hệ lại bên Tài. Còn ghế bên Tài giao lưu thì giá từ 3 triệu 4 một cái nha cả nhà. 3 triệu 4 một cái, nhưng mặt hàng Tài đặt riêng nha, chứ không phải là những mặt hàng chỉ trồng vài cây lên. Tổng số lượng cây chân trước 9 cây, hai bên 18, hơn sau 5 năm, coi như là tổng của nó là 28 cây nha cả nhà. 28 cây mai. Nói chung anh em thấy Tài đang lên ghế này, anh em cứ nói cây giống này có nhiêu tiền đâu. Trời, người ta có ý tưởng, người ta làm này, em mua em không có quan trọng cả nhà ơi. Chẳng hạn như mình thấy cái ghế này giá thành nó hợp lệ cái gì thì mình mua mình cũng hộ tiếp nhà vườn nha cả nhà. Tại vì người ta sáng kiến, người ta làm này rồi. Đôi khi mình mua cái giá chẳng hạn mình cứ phân bì ra cái giá cây con. Cây con nó 10.000 cây đi, tổng cây nó 28 cây cho 30 cây hết, chi phí 3-5 ngàn. Trời ơi, thì vậy đâu được cả nhà. Nó giống như cây, tại sao cái giống mai đột biến Tài bỏ số tiền Tài mua rất là cao. Khi mình về nhà mình cũng chia sẻ giống cho anh em gia đình mình đó, chứ không phải là mình nói là giống của tôi đột biến tôi phải bán là 3-4 triệu bo này kia thì Tài không làm được nha cả nhà. Còn anh em mình thích những cái mặt hàng cây con ghép lên 500 ngàn, 700 ngàn thì liên hệ Tài. Hoặc anh em mình thích những cái cây bonsai Tài đang ghép nè, anh em đang ghép nè, cây mà chẳng hạn như cây quái nè, quái cỡ gì Tài đang bán 1,1-2 triệu cây đó, đang cắt ghép nha cả nhà, đang cắt ghép. Chẳng hạn như cây này nè, Tài đang bán 1,2 triệu cây đó, ghép giống vậy một con. Rồi, khu Tài Kiên Giang chào toàn thể anh em nha.